và cũng không giữ chân được đối phương lại. Dù tỷ số là 1-0 nhưng cái lợi thế mà bên phía UNG đang có là rất chắc chắn, và Rascal đang gặp nguy hiểm. Anh ta mà dính CC là nhiều khi không tỉnh được rồi, mất tốc biển. Sao chạy? Làm choáng, thẳng đầu luôn. Rất đơn giản, một tình huống thực sự là rất đơn giản cho bên phía của UNG. Chúng ta thấy sự khác biệt giữa hai đội khi có cơ hội, UNG bung chiêu rất nhanh và quyết đoán. Trong khi đó thì một số tình huống có thể coi là chần chừ và thiếu tự tin của DS đang khiến họ ở vào thế chủ động, bị động. Và tôi, vấn đề của tôi đối với rồng xanh là tôi nhìn vào cái biểu cảm của họ ở trên player cam, tôi không cảm giác được một cái sự tự tin. Phoenix có mặt, Cuồng Đao Băng lần này đã trúng vào barrel quá dễ. Và cái điểm hạ gục ở khu vực đường dưới thì lại nằm ở rất đúng người, đó chính là Pay, và con sứ giả cũng có mặt ở khu vực đường dưới luôn. Còn Doran kỳ này thì anh ta sẽ về như thế nào đây? Có tốc biến đang cố gắng cò quay, đánh thêm một vài phát vào người của Rascal, nhảy về với con mắt tốc biến vẫn bị hất tung lên. Và đây là một cú dựng nổ chính xác tới từ Rascal. Doran không làm choáng được, Croco, nhưng sát thương cuối cùng vẫn có, mạng đầu tiên dành cho Dragon X. Bên phía của Dragon X họ sẽ cần phải tính toán kỹ trong những tình huống giao tranh tổng. Phết cùng với cả Rascal phải giao tiếp với nhau thật sự tốt, và Chovy đang bị bắt lẻ ở khu vực trên. Tôi không thấy đường về của Chovy đâu cả. Và Croco là người có cho mình điểm hạ gục thứ hai của bên phía Dragon X. Sứ giả được thả khu vực đường trên và cú đấm bùng nổ được gồng nhưng không được kích. Binet đang đóng vai trò tiền vệ phòng ngự. Phết lao vào đẩy được hai người về nhưng không có bay trong đó, anh ta vẫn có khoảng trống, bị dính rất nhiều CC đến từ Croco và Barrel. Tất cả mọi thứ đang dồn vào Bay, nhưng Bay có khổng lồ hóa, Bay vẫn đang bắn và họ có sát thương dứt điểm được Bay. Và giao tranh tạm thời coi là thành công dành cho bên phía của đồng xanh, nhưng sau đó thì họ có còn tài nguyên không khi mà Doran đang tới, anh ta nhảy vào làm choáng quá nhiều người và ta bắt đầu gõ bom bom vào người của Croco. Croco nằm xuống, Rascal cũng đi luôn. Và giao tranh này không phải là thắng lợi dành cho đồng xanh. Mất xạ thủ nhưng lấy được cái trụ hai đường trên và sau đó là cả mạng dành cho Jack nữa. Tôi nghĩ rằng những pha trao đổi liên tục như vậy thì bên phía UNG chẳng có gì phải cảm thấy tiếc cả. Binet đang bị, tôi không biết có phải gọi là kẹt lại không, không kẹt lại bởi vì đồng đội của anh ta đã tới, cùng Jerry nó bắn hết. Và đó là Rascal chịu gần như là không nổi, Croco đang đấm nhưng ta không có sát thương. Phết di chuyển tới cũng không có nhiều sát thương lắm, Barrel phía bên này thì đang bị giữ chân. Phết lao vào tấn công nhưng điện đang đến điểm đã được sử dụng, có cả khổng lồ hóa, Bay vẫn đang sống và Bay có thể bắn tất cả mọi thứ trước mặt mình. Là cố gắng dứt điểm Bay nhưng không thành công, anh ta bị Chovy giết. Và sau đó Doran đang quẩy, Barrel không còn tốc biến nữa và anh ta bị hạ gục. Rascal lăn bụng qua tường bỏ chạy. Ván đấu này đã nằm gọn gàng trong túi NG rồi. Đây có thể là một cái ván đấu rất là nhẹ nhàng dành cho Genji. Nhiều khi là không tới con số 30 phút để họ có thể dứt điểm được cái lợi thế của mình ở trong ván đấu này. Còn rồng xanh thì thôi, qua ván sau thì họ sẽ có cơ sở được chọn bên. Lại một lần nữa dùng tất cả mọi thứ vào Bay, anh ta có được khổng lồ hóa, ta bắt lúc điện đang đến điểm và ta đã phải nằm xuống. Hai mạng dành cho bên phía của rồng xanh. Nhưng Rascal miệt mài gõ trụ ở khu vực đường dưới, vừa phải lui về một nhịp thì nó sẽ gõ hết. Nhưng mà nếu mà không tung hết chiêu cuối thì họ cũng không thể nào dứt điểm được Bay. Nó khó coi chỗ đó, cho vì quyết định tốc biến mở luôn. Và phết, anh ta không tỉnh được, chạy được về phía sau thì anh ta đã gặp ngay Doran đứng đợi sẵn. Croco bị kẹt phía bên ngoài. Đây sẽ là pha giao tranh cuối cùng khi mà Genji bắt đầu tràn vào tìm tất cả mọi thứ họ có tìm được và phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt. Doran có được điểm hạ gục, sau đó bấm đồng hồ outplay. Rascal đứng đợi kế bên và đồng đội của Rascal đã tới, cho vì dắt gấu tới bảo kê cho Doran. Và sẽ là pha đẩy thẳng vào dứt điểm cho Genji. Rất là nhiều rồi. Doran đang có cho mình KDA là 6-1-1 với con Jax này trong tay. Hoàn thành xong cho mình cái đồng hồ cát rồi, dịch chuyển trở lại để end game tới từ Doran. Và Leta đã ra, Leta tung ra thành trừng, không vào máu của Doran luôn. Doran chỉ mất cỡ khoảng tầm gần, xin lỗi, hơn 500. Thứ hai trụ bảo vệ nhà chính thì đã bể. Chovy tiễn luôn Leta lên bảng điểm số. Một phát bay màu, thật sự là rất đau với tình huống chiều cuối vừa rồi. Và Genji đang cố gắng farm thêm một chút KDA trước khi kết thúc cái bán thiếu đồng ở phút thứ 26. Họ đúng, họ đang cố gắng farm thêm KDA. Còn DS thì đang cố gắng phá KDA của Bay nhưng không thành công, khổ lô hóa được sử dụng. Bay vẫn đang bắn thoải mái tất cả mọi thứ trước mặt của mình. 15-15, xin lỗi, 15 năm là kết quả cuối cùng, 16-15 ở ván đấu thứ nhất. Rất nhẹ nhàng, lạnh lùng đi vào. Genji rất quyết tâm dứt điểm cái trận đấu này với tỷ số 2-0. Phút từ đây thì sẽ là phút thứ 22. Một cái khoảng thời điểm cực kỳ sớm, thời điểm đó có cả Baron rồi và Bay đang cực kỳ tự tin bắn vào người của Pleta và Barrel, có thêm cả chiêu cuối để đạt đỉnh điểm nữa. Có sự xuất hiện của Croco nhưng Bay đơn giản là lướt e qua bờ tường một tôi tốc biến lên bắn vào người của Barrel, ép Barrel phải tốc biến và Bay vẫn đang muốn dí theo, cực kỳ tự tin tới từ Bay và ép lùi ba thành viên của bên phía Renix về. Tướng tụ có khác, xử lý rất tự tin mặc dù biết rằng đối phương có con Wukong ở đây. Nhưng bởi vì cái vị trí đứng của Bay cực kỳ an toàn, anh ta đánh và đứng sát vào tường, chỉ cần có bất kỳ một cái mối nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất thì đơn giản là anh ta nhanh như điện vào tường lùi về phía sau.
Và với pha xử lý tự tin như vừa rồi, mặc dù phải mất đi tốc biến nhưng đó vẫn là pha tốc biến áp lực vào đối phương để đẩy đối phương về. Và sau đó với con mắt sứ giả cộng với việc Chovy đang có mặt ở đây thì họ quyết định tổ chức một pha tấn công nhắm vào Pleta, giữ chân Pleta lại. Chovy bị dính thủy ngục nhưng đồng đội của anh ta vẫn đang tràn lên. Cú lốc xoáy làm chậm bay lại nhưng bay có quá nhiều đồng đội, Rocco đã phải hy sinh. Chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, cả về trình độ lẫn tinh thần thi đấu, đây là cái quan trọng nhất. Cái vấn đề của DS từ đầu mùa giải đến giờ là họ không có một cái tín hiệu tích cực nào cả từ cái cách mà họ biểu cảm trong những trận đấu của mình tại LCK mùa này. Nó hơi bị họ thiếu sức sống, họ không có được một cái sự tự tin cũng như là quyết tâm. Và cứ thế những cái ván đấu nó cứ trôi đi trong sự nhạt nhòa từ bên phía của DS. Và đây, Beta rất mất tập trung khu đường giữa nhưng mà anh ta có thể cảm thấy là hài lòng khi kéo được NG vào một pha giao tranh. Chovy đang bị giữ chân lại nhưng Bay đang có mặt ở đây và anh ta bắn rác khiến Rascal phải bỏ chạy, là một đối một và thôi. Một tình huống dồn sát thương cực kỳ nhanh ở khu vực đường giữa tới từ các thành viên bên phía Gen.G nhồi về đầu Pleta và bây giờ là Bay đang gặp nguy hiểm. Bay bật chiều cuối lên cố gắng bắn thủy ngục chính xác. Bay đang gặp rất nhiều nguy hiểm, có nỏ tử thủ, có người bảo kê, có giáp, nhưng Rascal đánh cực kỳ đau với cái đòn đánh vừa rồi của mình. Và Rascal đã có cho mình một điểm shutdown 450 tiền. Rascal, nào hãy nhìn Rascal. Rascal đi cổng vòng ra phía sau và đang có rất nhiều người chờ Rascal bên phía bên này. Hất được Rascal về nhưng Rascal vẫn còn cỡ tầm gần 2000 máu, ta không gặp vấn đề gì cả. Thành viên của Gen.G họ bắt đầu di chuyển dần ra khu vực bờ sâu và đang cố gắng triển khai con rồng này. Đây là một cú chiêu cuối chia cắt đội hình tới từ Chovy và có hai người đứng bên phía bên này bờ tường là Kroko cùng với cả Rascal. Lao vào tốc biến lăn bụng thùng giật đổ cực kỳ tuyệt vời và Bay bật chiêu cuối bắt đầu bắn. Kroko mất quá nhiều máu nhưng đó là kiếm bóng và Rascal đang bị focus. Rascal tốc biến bỏ chạy, Bay mất nỏ tử thủ và Peanut lao sang tìm kiếm Rascal, không muốn cho Rascal chơi game và Rascal đã nằm xuống rồi. Kroko bị kẹt lại trong hang rồng, Kroko phải tốc biến sang bên bờ tường và Doran đang muốn dí theo, có cả Peanut dí theo nữa. Kroko nhả lại cái bóng và cố gắng ôm ba người đồng đội của mình chạy về. Con rồng miễn phí dành cho Gen.G. Khi nhận thấy hai thành viên của DS bị kẹt ở trong hang rồng, trong đó có Rascal, thì Doran đã nhanh chóng có một pha lăn bụng tốc biến kết hợp với thùng đủ nổ để phá tan đội hình phòng ngự của đối phương ở trong khu vực hang rồng đó. Và sau đó họ có một pha giao mà Rascal đã ở vào thế yếu, rất nhiều khoảng trống dành cho Bay và ta lại có được điểm hạ gục. Vừa rồi là Battle đã phải nằm xuống sau pha giao tranh khi mà tốc biến vẫn không cứu được anh ta. Peanut đang có thể bị kẹt lại, Delay cố gắng tới để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Peanut vẫn đang cố gắng chạy được, cú đấm bùng nổ được dùng để rút lui. Bay cũng đang chạy về nhưng Rascal đã tới. Đây là cơ hội để phục thù, đây là cơ hội để dứt điểm Bay, nhưng Bay có nhanh như điện qua tường, có cả hạt thông nổ nữa. Peanut đứng đợi vừa đủ thời gian, tuy nhiên tia chớp chóc đã không đánh được Peanut. Những con người đá đã không dứt điểm Peanut sau tia quét vừa rồi. Khoảng thời điểm có linh hồn rồng sẽ chậm hơn một xíu so với những gì mà chúng ta đã nói là phút thứ 22, mà sẽ là phút thứ khoảng tầm 23-24 cơ. Và bây giờ ở vùng giữa có một tình huống mở giao tranh là tới từ bên phía của Renix. Họ chọn mục tiêu là Delay. Delay đã về được sau khi mất tốc biến và mất khổng lồ hóa, nhưng các chiêu thức của bên phía Renix cũng đã không còn và đang bị Gen.G ép vào khu vực đường giữa. Barrow đang muốn tiến lên, quăng địa chân chính xác và thôi xong rồi, tôi không nhìn thấy Barrow đâu cả. Bay mổ quá nhanh, Rascal tới làm choáng được một người, đó chính là Chovy. Chovy đang bị tấn công, tốc biến vòng kia vào tường. Doran hất tung được Rascal thành công, bảo kê rất tốt và Rascal lại một lần nữa bị focus. Không ai có thể bảo kê nổi Rascal bởi vì chính xác Rascal phải bảo kê người khác và anh ta nằm xuống. Còn những cái trụ khác của bên phía DS thì đang bị đẩy, ví dụ như cánh dưới thì đã mất hai trụ, cánh trên rồi mất Doran. Ác chưa kìa. Và Doran tốc biến lao vào lăn bụng chúng hai người. Ôi Doran ơi, Doran này thật sự là lạ quá. Doran 2023 và Gen.G càn quét được tới 3 điểm hạ gục của Renix ở khu vực đường giữa. Họ bảo là thôi mặc kệ con rồng đi, chúng tôi ăn Baron. Đánh vậy chịu đó Doran. Không còn lời nào để có thể miêu tả về màn trình diễn này. Xin 100 điểm BOG cho Doran sau khi ván đấu này kết thúc. Trong cái tình huống này đó. Và ôi, Vết ở đây. Trong nhà cũng không yên nữa. Ui. Vết đang bị tấn công. Ôi trời ơi. Đúng ở trong nhà, ở sau trụ. Không có bất kỳ một cái lỗi vị trí nào của Vết cả. Lỗi duy nhất là anh ta đối mặt với Genji ở vào thời điểm hiện tại mà thôi. Và khi mà khoảng cách đã lớn và khi mà cái tinh thần thi đấu của Genji nó bay đến như vậy thì họ làm cái gì nhìn nó cũng thực sự là khủng khiếp cả. Không một vết xước, pha phối hợp ba người vừa rồi thật sự quá đẹp. Đúng là như vậy ạ. À, Genji họ đang cụ thể hóa điều đó thêm một lần nữa. Họ đang đánh rất là chắc. Họ nói rằng là chúng tôi sẽ đảm bảo 100% mình sẽ có được vị trí này. Và rồi, có lẽ là tôi cũng không cần phải đọc giao tranh nữa. Mọi thứ nó xong dành cho Dragon X rồi. Không còn gì để nói nữa. Thật sự là rất tội nghiệp của chú dòng xanh trong cái trận đấu này. Và 27 phút thôi các bạn khán giả, 27 phút đã đủ rồi.
cái pha thùng rượu nổ nó thực ra nó là một cái pha tôi nghĩ là thất bại, tại vì không đẩy được Doran về phía nơi mà Doran xin lỗi, Juan Rasco về phía Doran muốn, nhưng mà nó lại đẩy anh ta về chỗ cái tấm thảm bất ổn của Chovy đã đặt ra trước đó trong pha giao tranh bên hông. Nó ác là ác ở chỗ đó, một pha tưởng như fail lại vô tình lại thành luôn cả một tình huống thành công đến từ bên phía của Gen.G. Nhưng mà ngày hôm nay thì thực sự là một cuộc dạo chơi.